Nhanh có cũng vô, xếp cũng phải ấy chứ. Xếp vào xếp sẵn rồi. Nó bỏ đi rồi, nó ăn thế này còn thế nào. Đấy, cái chỗ nào tôi bắt rồi, bắt dưới rồi ra, đặt. Mình cầm một tí, bắt quên. Đó. Mày có thể xin băng ấy bôi không? Bôi mạch không? Không. Không. Còn đây còn phù cho bác thôi. Cái sừng này như hạn quản rồi. Giá, sừng vàng thì được như hạn quản rồi. Còn để vá cái này con không sử dụng đến. Để vá, vá đứng lại như thế thôi, đứng tới này này. Nếu mà như thế thì có thể cả bức người thì nó mới được. Cái ghép hình thì không thể thắng được. Có cái vạch cái. Vâng, nó đinh nút lắm. Không được ăn trăm phần trăm. Cái hình thì không bao giờ trăm phần trăm. Cái gì? Sao? Đó đúng không là gì? Cái nền nhà ở sân đây này, dưới nền nhà quay mấy ông công nhân này làm khách sạn đấy thôi rồi đấy không nói là như không được chưa nhiều hơn hai trăm cân các làm việc nhiều thì nhiều chứ có treo quần nắp này mắt trái cái vít vào đầu rồi xong lo đến thế nào không chứ bắt vít là mà sao cái góc đấy cho đây là nó không móp nghĩ giả như thế đấy, mình thấy lấy cái chổi mình thử quét xem sao không bóng thì nó mới nổi. Đôi chim đàn nó đưa tôi quay lại. Mày đi đó, sao được con mày lại đi đâu không mày?
năng trường họ đã đến động viên đội thợ trong quá trình thi công công trình nói trên. Tổ tiên phù hộ độ trì cho các con cháu, hội đồng gia tộc quyết định khởi công xây dựng công trình ngày 24 tháng 3 năm 2019, tức ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Quyết tâm hoàn thành công trình, tổ chức khánh thành vào đúng ngày giỗ tổ, ngày trong một gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng dân tộc, xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp.